giày bảo hộ dáng thể thao Jogger Cado thấp cổ với thiết kế đẹp, kiểu dáng thể thao cực chất. Xuất xứ từ Bỉ, là đôi giày bảo hộ nhưng đẹp không khác gì một đôi giày thể thao. Giày Jogger Cado S1T thích hợp cho những kỹ sư, công nhân làm việc ở văn phòng, sân bay, nhà xưởng, công trường, khu chế xuất, khu công nghiệp. Ngoài ra, giày có thể vừa mang đi làm, vừa mang đi chơi. Giày bảo hộ thể thao Jogger Cado S1P sản xuất tại Bỉ với các màu sắc đen, xanh, xám, kiểu dáng thấp cổ, thể thao, đế giày làm bằng PU có độ bền cao, chống trượt tốt, mũi giày bằng thép chống giật móng chân. Đế giữa có lót thép chống đâm xuyên. Mặt trong giày 3D mesh khô thoáng, dễ chịu khi mang nhiều giờ liền. Miếng lót chân SJ Jam mang cực êm chân. Rồi, êm chân, cũng sốc. Rồi, ok. Rồi, với các size từ 35 đến 48 và trọng lượng là 575g một chiếc đối với size 41. Các ưu điểm của giày bảo hộ thể thao siêu nhẹ Safety Jogger Cado S1T bao gồm chống đinh, chống giật ngón, chống chân trượt, chống tĩnh điện, chống sốc và gót hấp thụ lực. Bảo hộ lao động Gazan. Website gazan.vn. Hotline 0981 116 168.